Kiểm tra đột xuất tại một số khu vực tại xã Tiền An, lực lượng kiểm lâm tỉnh và thị xã Quảng Yên liên tiếp phát hiện, thu giữ và xử lý hàng ngàn mét lưới giăng bắt chim tự nhiên. Khu vực Tiền An này hay là Quảng Yên này, cánh đồng nào cũng giăng. Nói chung là cái này thì cũng không ngăn chặn thấu được. Cơ bản là ý thức của mỗi người thôi. Thậm chí nhiều trường hợp còn giăng cả lưới tối màu nhằm ngụy trang khi trời sẩm tối để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng và dùng các thiết bị phát âm thanh giả tiếng chim để săn bắt. Chỉ trong hơn 1 tiếng đồng hồ, lực lượng kiểm lâm đã thu giữ, dẹp bỏ gần 10.000 mét lưới và nhiều dụng cụ săn bắt chim hoang dã. Các cơ quan chức năng cũng như là các xã phường đã vào cuộc tích cực, tuy nhiên thì vẫn còn một số cái đối tượng mà cố tình chống đối, cố tình vi phạm pháp luật, răng lưới chim di cư. Thì về phía chỗ hạt kiểm lâm thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác tham mưu chỉ đạo các xã phường, phối hợp với các xã phường làm kiên quyết triệt để và sẽ coi như là ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm. Để tăng cường quản lý, bảo vệ chim hoang dã và các loài động vật quý hiếm, chính quyền các địa phương đã tổ chức cho người dân ký cam kết không săn bắn và không tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã, đồng thời thực hiện nghiêm văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kiểm soát bảo tồn các loại động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm. Đề nghị chính quyền địa phương, các đồng chí quan tâm thực hiện đúng chỉ đạo tinh thần của Ủy ban tỉnh và phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng như Chi cục Kiểm lâm thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ động vật hoang dã cũng như chim di cư. Các cái đơn vị trinh sát để lắm các cái đầu thu gom tiêu thụ động vật chim hoang dã và chỉ đạo các cái cơ quan thành lập tổ liên ngành kiểm tra các cái nhà hàng mà có hiện tượng bán động vật hoang dã cũng như chim hoang dã. Theo các điều 21, 22, 23 của Nghị định số 35 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, người có hành vi săn bắt tiêu thụ chim hoang dã có thể bị xử phạt tới 15 triệu đồng. Các lực lượng chức năng của tỉnh đang tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.